Xin chào tất cả các em học sinh khối 7 đã tham gia học trực tuyến môn toán. Ngày hôm nay, trong clip này, cô tiếp tục dạy cho các em phần đại số môn toán lớp 7 và chủ đề đa thức một biến. Trước khi vào bài mới, cô sẽ nhắc lại cho các em một số kiến thức trong bài học trước. Câu hỏi thứ nhất, phát biểu khái niệm đa thức. Vậy trong bài học trước thì các em cần nhớ đa thức là một tổng của các đơn thức và mỗi đơn thức trong đa thức gọi là một hạng tử. Câu hỏi 2. Cho hai đa thức m và đa thức n. Tính đa thức p bằng m cộng n và tìm bậc của đa thức p. Tính đa thức q bằng m trừ n và tìm bậc của đa thức q. Như cô đã nói trong bài học ngày hôm trước, thì việc tính tổng và hiệu của hai đa thức là hai kiến thức quan trọng nhất trong bài học ngày hôm trước các em cần phải nắm được bằng cách sử dụng quy tắc dấu ngoặc. Giờ cô sẽ nhắc lại thật chậm để các em cùng nhớ lại nha. P bằng m cộng n thì việc đầu tiên các em đặt hai đa thức này trong ngoặc. Âm 7 x mũ 2 cộng 3y cộng 5x. Rồi cộng với 2x mũ 3 trừ 2x trừ 3y. Sau đó các em thực hiện bước bỏ ngoặc. Vì trước ngoặc là dấu cộng, cả hai ngoặc trước ngoặc đều là dấu cộng nên cô giữ nguyên. Tức là khi bỏ thì không có thay đổi gì khi bỏ ngoặc đó. Và đến đây thì các em nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau. Như vậy 3y thì nhóm với âm 3y, 5x thì nhóm với âm 2x. Và ta sẽ tính được kết quả là âm 7x mũ 2 cộng 3x cộng 2x mũ 3. Kết luận, vậy P bằng âm 7x mũ 2 cộng 3x cộng 2x mũ 3. Như vậy, phép cộng đa thức tương đối đơn giản, phải không các em? Còn đối với phép trừ đa thức, thì các em sẽ cũng tương tự như đối với phép cộng đa thức, thì các em đặt hai đa thức trong ngoặc và đặt dấu trừ ở giữa. Sau đó các em sẽ sử dụng quy tắc dấu ngoặc để bỏ ngoặc. Đối với cái ngoặc đầu tiên á, thì trước ngoặc không có dấu gì, ta hiểu là dấu cộng. Khi bỏ ngoặc ta giữ nguyên. Còn đối với ngoặc thứ hai thì trước ngoặc là dấu trừ, nên các hạng tử ở bên trong ngoặc ta sẽ đổi dấu. Ta được kết quả như sau. Các em chú ý nè, 2x mũ 3 thì ta đổi thành âm 2x mũ 3. Âm 2x thì ta đổi thành dương 2x. Và cuối cùng, âm 3y đổi thành dương 3y. Bước bỏ ngoặc là bước quan trọng nhất. Sau đó đến đây thì các em chỉ cần nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau. Và ta tính được kết quả là âm 7x mũ 2 cộng 6y cộng 7x trừ 2x mũ 3. Ta kết luận vậy đa thức q bằng. Việc tìm bậc của đa thức p và đa thức q cũng rất là đơn giản. Các em nhìn xem. Lũy thừa cao nhất là bao nhiêu thì kết luận đa thức đó có bậc là bấy nhiêu. Như vậy trong hai bài này, hai trường hợp này thì ta đều tìm được đa thức P và đa thức Q cùng có bậc là 3. Câu hỏi 3. Mỗi đa thức sau có bao nhiêu biến, gồm những biến nào? Đầu tiên các em quan sát đa thức N nhé. Các em nhìn xem ở đây có mấy biến. Và gồm những biến nào? Câu hỏi rất là đơn giản phải không nào? Đa thức N có hai biến là biến x và biến y. Tương tự như vậy, đa thức Q các em cũng dễ dàng tìm được. Đa thức này có bốn biến là biến x, biến y, biến z và biến t. Đối với đa thức A thì chỉ có một biến là y thôi. Và đa thức B cũng vậy, cũng có một biến là biến x. Và người ta nói rằng đa thức A và đa thức B gọi là những đa thức một biến. Đó chính là nội dung bài học ngày hôm nay. Một nhỏ đa thức một biến. Định nghĩa, đa thức một biến là tổng của những đơn thức có cùng một biến. Ví dụ, đa thức A, các em quan sát chỉ gồm biến x. Còn đa thức B, các em quan sát chỉ có một biến y. Ta ký hiệu A mở ngoặc x đóng ngoặc bằng. Và tương tự như vậy, b mở ngoặc y đóng ngoặc bằng. Giá trị của ax tại
x bằng 2, ta ký hiệu A2. Các em lưu ý điều này nhé. Và giá trị của BI tại Y bằng 1, ta ký hiệu là B1. Chú ý, mỗi số được coi là một đa thức một biến. Các em cùng cô làm hoạt động hỏi chấm 1. Cho hai đa thức AI và đa thức PX tính A2, P1. Các em thấy rằng trong đa thức AI thì ở đây biến Y xuất hiện một lần là đa thức một biến đó các em. Và ta còn thấy rằng đây là đa thức đã thu gọn rồi vì không có hạng tử nào đồng dạng với nhau nên ta tính luôn ha. A2 bằng. Như vậy thì biến Y cô đã thay bằng số 2. Vậy chỗ nào có biến Y thì ta thay thôi. 7 nhân Y mũ 2 thì ta thay thành 7 nhân 2 mũ 2. Tương tự trừ 3 nhân Y thì thay thành trừ 3 nhân 2 cộng 1. Và các em tính được kết quả A2 bằng 23. Còn đa thức PX, các em nhận thấy trong đa thức PX ấy, thì còn hạng tử đồng dạng với nhau, tức là đa thức này chưa thu gọn. Vậy để làm thuận tiện thì cô sẽ đi thu gọn đa thức PX lại nha. 2x mũ 5 cô nhóm với 4x mũ 5. Còn lại các hạng tử khác không có hạng tử đồng dạng nên cô ghi lại trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 1. Và các em sẽ tính được kết quả là 6x mũ 5 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 1. Cô nhận thấy đa thức PX đã được thu gọn rồi. Lúc này cô sẽ tính P1, tức là x cô thay bằng giá trị là 1. Vậy thì ta được 6 x 1 mũ 5 trừ 3 x 1 cộng 7 x 1 mũ 3 cộng 1. Và các em sẽ tính được kết quả P1 bằng 11. Hoạt động hỏi chấm 2. Tìm bậc của AI và PX ở trong hỏi chấm 1. Các em biết rằng bậc của đa thức muốn tìm được thì ta phải thu gọn đa thức đó và nhìn xem các hạng tử nào có bậc cao nhất thì đó chính là bậc của đa thức. Đối với đa thức AI thì ta tìm được đa thức này có bậc là 2, bởi vì ở trong đa thức AI này có 3 hạng tử thì hạng tử 7y mũ 2 có bậc cao nhất là bậc 2. Còn đối với đa thức PX thì sao? Ta thấy rằng đa thức PX thì có hạng tử 2x mũ 5 và 4x mũ 5 là hai hạng tử đồng dạng với nhau. Đa thức này chưa thu gọn. Vậy trước tiên để tìm được bậc thì ta phải thu gọn đa thức này. Ra được kết quả 6x mũ 5 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 1. Và đến đây thì ta tìm được bậc của đa thức PX là 5, bởi vì trong các bậc của hạng tử có mặt trong đa thức á thì ta thấy bậc 5 là bậc cao nhất ha các em. Và bậc của đa thức một biến khác đa thức không đã thu gọn là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó, các em lưu ý. Hai nhỏ sắp xếp một đa thức. Trong bài này thì phần hai nhỏ là phần quan trọng nhất nha các em, cũng rất là đơn giản thôi. Để thuận lợi cho việc tính toán đối với các đa thức một biến thì người ta thường sắp xếp các hạng tử của chúng theo lũy thừa tăng hoặc giảm của biến. Cô lấy ví dụ, cho đa thức PX bằng 7X cộng 5 trừ 3X mũ 2 cộng 6X mũ 4 cộng X mũ 3. Sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa giảm của biến. Vậy lũy thừa giảm tức là sao nhỉ? Tức là lũy thừa lớn rồi đến lũy thừa nhỏ rồi nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn. Hiểu chưa các em? Như vậy trong cái đa thức này, lũy thừa lớn nhất là mũ 4 phải không nào? Nên ta được sắp xếp như sau. 6x mũ 4. Sau đó đến lũy thừa mũ 3 thì ta ghi cộng x mũ 3. Rồi đến lũy thừa mũ 2 thì là trừ 3x mũ 2. Tương tự cộng 7x cộng 5. Và sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa tăng của biến thì ta làm như thế nào? Vậy thì ta thấy tăng tức là từ nhỏ tới lớn nha các em. Vậy nhỏ nhất là lũy thừa mũ 0 tức là dương 5. Sau đó đến lũy thừa mũ 1 tức là cộng 7x. Lũy thừa mũ 2 là trừ 3x mũ 2. Tương tự
cộng x mũ 3 cộng 6x mũ 4. Các em lưu ý đây là phần quan trọng nhất trong bài này. Chú ý để sắp xếp các hạng tử của một đa thức, trước hết ta phải thu gọn. Hoạt động hỏi chấm 3, cho đa thức bx bằng 2x mũ 5 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 4x mũ 5 cộng 1 phần 2. Sắp xếp các hạng tử của bx theo lũy thừa tăng của biến. Để sắp xếp được các hạng tử của bx theo lũy thừa tăng của biến á, thì các em phải xem đa thức bx đã thu gọn hay chưa. Và cô thấy rằng ở đây còn có các hạng tử đồng dạng nên đa thức này chưa thu gọn. Vậy cô sẽ đi thu gọn đa thức này nhé. Cô nhóm hạng tử 2x mũ 5 với hạng tử 4x mũ 5 lại với nhau. Các hạng tử còn lại cô viết lại bởi vì không có hạng tử nào đồng dạng nữa cả. Cô được kết quả 6x mũ 5 cộng 7x mũ 3 trừ 3x cộng 1 phần 2. Đề bài yêu cầu sắp xếp theo lũy thừa tăng của biến, tức là từ nhỏ tới lớn. Vậy cô sắp xếp như sau. Bx bằng lũy thừa nhỏ nhất là 1 phần 2 trừ 3x cộng 7x mũ 3 cộng 6x mũ 5. Hoạt động hỏi chấm 4, sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến. Giảm tức là từ lớn tới nhỏ. Vậy thì các em quan sát xem đa thức qx đã phải là đa thức thu gọn hay chưa. Cô nhận thấy rằng đa thức này chưa thu gọn nên cô sẽ đi thu gọn đã nha. Cô nhóm các hạng tử đồng dạng lại với nhau, 4x mũ 3 trừ 2x mũ 3 trừ 2x mũ 3. Các hạng tử còn lại cô viết lại, cộng 5x mũ 2 trừ 2x cộng 1. Và cô tìm được kết quả 5x mũ 2 trừ 2x cộng 1. Và cô thấy rằng trong đa thức này thì các lũy thừa đã theo thứ tự giảm dần rồi. Mũ 2, rồi mũ 1 và hạng tử tự do có nghĩa là mũ 0 rồi. Tương tự như vậy đối với đa thức rx thì cô thấy rằng 2x mũ 4 âm 3x mũ 4 cộng x mũ 4 là các hạng tử đồng dạng cô nhóm lại với nhau. Và các hạng tử khác cô viết lại. Cô tìm được kết quả âm x mũ 2 cộng 2x trừ 10. Trong đa thức này thì cô cũng nhận thấy đa thức này đã sắp xếp theo lũy thừa giảm rồi ha các bạn. Nhận xét mọi đa thức bậc 2 của biến x sau khi đã sắp xếp các hạng tử của chúng theo lũy thừa giảm của biến thì đều có dạng ax mũ 2 cộng bx cộng c. Trong đó abc là các số cho trước và a khác không. Chú ý ngoài biểu thức ở nhận xét trên, ta còn có thể gặp các biểu thức đại số mà trong đó có những chữ đại diện cho các số xác định cho trước. Để phân biệt với biến, người ta gọi những chữ như vậy là hằng số, gọi tắt là hằng. Thế thì cái chú ý á, thì nó dài thế thôi nhưng cô lấy ví dụ cụ thể để cho các em hiểu là giả sử như cô có đa thức ax mũ 3 cộng 4x mũ 2 cộng 5x trừ 7 với a là hằng số chẳng hạn thì ta hiểu như thế nào? Ta hiểu là đa thức này là đa thức có một biến là biến x thôi, hiểu chưa nào? Còn chữ a đóng vai trò là một số nha các em, một số cụ thể á, được chưa? Phần này thì nhận xét này và chú ý này thì các em nghe cô giảng để biết rồi thôi, không cần phải ghi vào trong tập nha các em. Nhỏ hệ số, xét đa thức px bằng 7x mũ 5 trừ 2x mũ 3 cộng 9x trừ 8. Cô thấy trong đa thức này thì 7 là hệ số của lũy thừa bậc 5, âm 2 là hệ số của lũy thừa bậc 3, dương 9 là hệ số của lũy thừa bậc 1. Và âm 8 là hệ số tự do. Và người ta nói rằng 7 là hệ số cao nhất. Do đa thức Px có bậc bằng 5 là bậc lớn nhất nha các em. Như vậy mặc dù số 9 lớn hơn số 7 nhưng mà người ta lại không nói là số 9 là hệ số cao nhất mà là số 7 mới là hệ số cao nhất. Do lũy thừa của nó có bậc là bậc 5 là bậc lớn nhất nha. Chú ý ta có thể viết một đa thức đầy đủ từ lũy thừa bậc cao nhất đến lũy thừa bậc 0. Giả sử như trong đa thức Px ban đầu của cô kìa,
là px bằng 7x mũ 5 trừ 2x mũ 3 cộng 9x trừ 8. Như vậy trong cái đa thức này nó khuyết x mũ 4 đúng không? Và khuyết x mũ 2. Vậy cô cũng có thể viết như sau. Px bằng 7x mũ 5 cộng 0 nhân x mũ 4 trừ 2x mũ 3 cộng 9x cộng 0 nhân x mũ 2. Được chưa? Cộng 9x trừ 8. Các em chú ý nhá. Bài tập áp dụng bài 40 trang 43 sách giáo khoa. Cho đa thức QX. Sắp xếp các hạng tử của QX theo lũy thừa giảm của biến. Để làm được câu A thì các em phải quan sát xem đa thức này đã thu gọn hay chưa. Vậy nè, đa thức thu gọn là đa thức không có các hạng tử đồng dạng. Nhưng ở trong bài này cô thấy x mũ 2 với 3x mũ 2 giống nhau đúng không? Nên ta có thể thu gọn được. Vậy việc đầu tiên ta sẽ thu gọn đa thức này nha các em. Yêu cầu của đề bài là sắp xếp theo lũy thừa giảm. Giảm tức là lũy thừa lớn trước, lũy thừa nhỏ sau phải không nào? Nên cô viết luôn là số mũ lớn trước nha. Cô đổi chỗ nè. Âm 5x mũ 6 nè. Mũ 6 xong á, rồi tiếp theo đến mũ nhỏ hơn, ở đây không có mũ 5, nên mình đến mũ 4 nha. Cộng 2x mũ 4. Tiếp theo, cộng 4x mũ 3. Rồi x mũ 2 có 2 cái, 2 số, 2 hạng tử thì ta nhóm lại trong một ngoặc. Trừ 4x, trừ 1. Lúc này thì các em tính thu gọn. Ta được kết quả âm 5x mũ 6 cộng 2x mũ 4 cộng 4x mũ 3 cộng 4x mũ 2 trừ 4x trừ 1. Rất là dài phải không các em? B nhỏ chỉ ra các hệ số khác không của QX. Rất đơn giản rồi. Phần này thì cô trả lời luôn cho các em nè. Âm 5 là hệ số của lũy thừa bậc 6. Tương tự như vậy. Các em tìm được kết quả nhé. Cuối cùng là âm 1 là hệ số tự do. Bài 42 trang 43 sách giáo khoa. Tính giá trị của đa thức px bằng x mũ 2 trừ 6x cộng 9 tại x bằng 3 và tại x bằng âm 3. Bài này tính là ôn về giá trị của biểu thức đại số mà các em đã học á. Thì để tính được thì các em chỉ tính thay x bằng 3 vào đa thức px thì ta có p3 bằng. Tại vì px mà giờ thay x bằng 3 rồi chúng ta được p3 bằng x mũ 2 thay bằng 3 mũ 2 trừ 6 nhân 3 cộng 9 ta được kết quả P3 bằng 0. Kết luận vậy P3 bằng 0. Thay x bằng âm 3 vào PX ta có P âm 3 bằng. Ở đây cô lại phải nhắc lại một lần nữa lưu ý là vì âm 3 là số nguyên âm nên khi thay các em phải đóng mở ngoặc nha các em. Âm 3 đóng mở ngoặc mũ 2. Rồi trừ 6 nhân âm 3. Cộng 9 và ta kết quả được P âm 3 bằng 36. Ta kết luận. Bài tập về nhà cho các đa thức sau. Đa thức PX, QX, MX. Cô chỉ yêu cầu các em làm hai công việc rất là đơn giản. Câu A. Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm của biến. Và câu B là sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa tăng của biến. Các em chú ý là trước khi sắp xếp thì chúng ta phải thu gọn đa thức đó đã nha. Rồi các em hãy sắp xếp nha. Trong nội dung bài học ngày hôm nay các em cần nhớ 3 kiến thức. Kiến thức thứ nhất là đa thức một biến. Kiến thức thứ hai sắp xếp đa thức một biến. Và kiến thức thứ ba là hệ số của đa thức một biến. Trong 3 nội dung này thì nội dung quan trọng nhất là sắp xếp đa thức một biến theo lũy thừa tăng của biến và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến. Thì bài tập về nhà cũng đã giao rồi, các em cố gắng làm bài thật tốt nha. Dẫn về nhà, nắm vững cho cô các kiến thức trong bài học, làm bài tập về nhà và xem bài mới cộng trừ đa thức một biến. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chân thành cảm ơn tất cả các em đã chú ý theo dõi. Chào các em.